Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Hải Lê nha. Thì hôm nay mình có một người bạn tới chơi nhà mình nha. Thì ban chiều mình đã chuẩn bị rồi, mình đi ra chợ mình mua hai cái dĩa hột xoài nha. Đây, hai cái dĩa chả bá lửa luôn. Mình về mình làm món gì? Cơm tấm sườn bì chả nha. Để mình thách thức nó, thử nó ăn được nhiều hơn mình không nha mọi người. Ai mà ăn thua thì mất 500k nha. Mọi người chờ xem người bạn đó là ai nha. Giờ nó báo mình gấp quá nha mọi người nên mình không có chuẩn bị kịp nguyên liệu, ở nhà mình có gì á thì mình dùng cái đó thôi mọi người. Thì mình sẽ quay sơ nguyên liệu cho mọi người xem nha. Thì ở đây á, mình đã ướp sẵn một thau thịt nha mọi người. Nó chuẩn bị đem đi nướng rồi, nồi chiên không dầu, lạc xưởng nè. Nó trứng. Rồi mình có hẳn một tô thịt bằm với lại chuẩn bị mình làm chả nha mọi người. Thì một xíu mình sẽ quay sơ qua cái bước làm chả cho mọi người xem nha. Bây giờ hình như nó tới rồi nha, mình lên mình mở cửa cho nó vào nha mọi người. Rồi bạn mình cũng đã tới rồi nha mọi người. Giờ mình đi mở cửa cho nó vô thôi mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy mặt nó ngu ngu mọi người. Mới đi mần về. Thế nào hôm nay mình cũng bào đến 500k thôi. Đây là nguyên liệu chuẩn bị làm món chả trong phần cơm tấm nha mọi người. Thì cái phần này thì chị Đại nhà mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm nha. Đây là mình có một cái tô thịt bằm mình đã bằm sẵn nha. Cái này là cái lòng trắng trứng lúc nãy mà mình tách hai chồng đỏ trứng gà nè. Xong mình nhớ để riêng hai cái chồng đỏ hai cái trứng riêng nha. À, tại mình còn phải thêm vào trong đây á, tại mình làm chả trứng mà. Đây là cái phần hành thì mình chỉ lấy gốc hành thôi, cái phần lá hành để hồi mình làm mỡ hành nha. À, nước mắm hồi mình bỏ. À, đây sẽ có là hai muỗng đường, mình dùng cái muỗng cà phê nhỏ này thôi ha. À, nửa muỗng bột ngọt, ăn ít bột ngọt thôi, ăn nhiều lú á. Xong nửa muỗng muối cho đậm đà tí, một muỗng tiêu, nhà mình ăn cay nha. Ai thích cay hơn có thể thêm ớt, hiện tại thì mình chưa có thêm ớt đâu, mình bỏ hết vào luôn nha. Đánh đều lên nha mọi người. Đánh bằng cách nào miễn sao nó đều với cái phần thịt là được rồi. Sau một hồi đánh thì mình được thành quả vậy nha mọi người. Đó, bây giờ mình bắt đầu lấy cái tô này mình đi hấp nha. Thì cái phần trứng này lát mình sẽ tét lên trên bề mặt khi mình hấp gần chín nha. Rồi bây giờ nước đã sôi nha mọi người, mình bắt đầu bỏ cái phần tô chả trứng vào nha. Đó. Mình bỏ vào nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu hấp nó nha mọi người, đây là mình hấp tới khi nào chín thôi. Này chắc hấp trong vòng khoảng 10-15 phút rồi đó. Thì nhà mình sử dụng nồi chiên không dầu để nướng nha mọi người. Thì bây giờ mình bắt đầu làm nóng cái nồi chiên không dầu lên. Hôm bữa mình vừa săn sản phẩm này trên Shopee nha mọi người. Đây mình xài nồi chiên không dầu hiệu Ferrari vậy mọi người. Giờ mình chỉnh 200 độ nha. Mình làm nóng lên ở 5 phút. Đó, khi mà xong rồi mình sẽ quay cái phần bỏ thịt vào nướng cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu bỏ thịt vô nướng nha mọi người. Nướng ở 180 độ trong vòng 10 phút, sau đó mình sẽ trở mặt nha. Rồi sau một hồi chuẩn bị mọi người thì mình có hai dĩa cơm chả bá lửa đây nè mọi người. Bây giờ mình thách thức bạn mình á, với mình ai mà ăn hết trước dĩa cơm này được 500k. 500k mày đâu? 500k tao đây nha. Đây đây mọi người, 500k của mình nha. Tưởng gì? Đây. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách ăn hai dĩa cơm chả bá lửa này nha mọi người. Rồi trước khi bắt đầu nha, mình xin phép review cái món cơm tấm của chị Đại nhà mình nấu cũng ngon nha mọi người. Thì ở đây là mình có chả này nha mọi người, thịt, rồi trứng, ốp la, lạc xưởng chiên, đó, dưa leo nữa kìa. dưa leo. Mày cứ vô clip là mày chọt chọt, thằng quen cái tật chọt chọt hay gì, ế là đúng rồi. Nó bây giờ mình chan nước mắm vô mình review thử nha mọi người. Rồi mình sẽ chan vô thử nha, đó mình chan vô, có hai cục Đây, cơ. khuyến mãi cho thêm miếng nè. Của mình thì không lo đi mà cứ bựa bựa vô đây à. Đó, rồi mình sẽ review thử từng món cho mọi người xem nha. Rồi, giờ mình sẽ review Chưa bán. lạc xưởng trước nha mọi người. Đó, trước khi mình bắt đầu ăn á, mình review lạc xưởng trước nha, mình xin phép nha. Ăn trước một cục chắc không sao đâu ha. Lạc xưởng này khá là vừa ăn nha mọi người. Không biết là mua ở đâu. Nhanh Mà đi ngon nè, vậy? đói nãy giờ rồi. Đợi xíu ba để review cho mọi người biết cái món này có ngon không nha. Đây, còn trứng ướp la thì nó lòng đào nha mọi người, khá là ngon. Làm gì nuốt nước miếng vậy hả ông nội? Nhanh lên, đói 7-8 giờ rồi. Đây đây, trứng ướp la lòng đào khá là ngon nha. Đây
Mời mọi người nha. Chai nước mắm khá là dễ ăn. Thằng chơi ác thì chứ mình đã không biết ăn ớt, nó còn bỏ cho bao con trái vô. Bởi vậy để án lấy 500k của mày chứ đâu có dễ ăn cái cơm ta được. Đây đây, chả mọi người. Chả này cũng vừa ăn, mình chan nước mắm vô á, rất là ngon. Còn thịt này nãy mình ướp nha. Mình khỏi cần review là mình cũng biết ngon rồi. Đây mình xé một miếng nha. Nó khá là gì vậy? Không bị khô mà. Thôi, đó. Nè, mày lấy luôn đi. Mày cứ làm vậy không rồi. À. Thôi chắc là bỏ túi trước nha, bỏ túi trước. Thôi nói chơi giỡn thôi. Bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu mọi người. Rồi chưa? Điểm. Chưa, từ từ là nuốt ba. Ăn gian xíu cũng không được nữa. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi bây giờ mình ăn nha mọi người. Ngọt. Hôm nay tao quyết định lấy 500k mà không. Biết bao giờ tôi muốn con bồ nấu ăn ngon vậy trời. Uống miếng nước nha mọi người. Ăn từ từ thôi, ba ăn nhanh vậy. Từ nửa chén rồi các bạn. Rồi ăn vậy ai chơi. Chừng không bê được rồi. Chả ngon. Xin lỗi rồi. Chơi đồ chồng hổm mới được. Rồi khúc này mình sẽ tập trung ăn nha mọi người. Lát gần tới gần hết á, mình sẽ review thử cái cảm xúc của bạn mình xem nó sao nha. Đó, để mất công mình ăn nhanh với mình tô qua mọi người lại thấy hụt hẫng. Sao bạn? 500k để ăn không? Ăn cơm thì dễ bạn ơi. Cho tôi thấy nước mắt đầu đó đây. Không được thì lợi mà rút lui đi, để 500k là trên bàn cho mình nha. Để xem. Thôi chắc kiểu này chắc bỏ túi trước quá nha. Ba rồi ăn no gì không? Mà có vẻ mình cũng no bạn ơi. Tới đây. Không thể nào đơn giản được. Miếng lầu 2 cái tô cơm này phải bằng 5-6 chén cơm mà ít á. Gái sớm hay ăn gì mọi người? Gái sớm ăn gì mọi người? Bây giờ tốc độ ăn hết nổi nữa. Bắt đầu nhanh hơn rồi. Nhớ bạn.
hai màu không chụp cũng quen các bạn. Mọi người thấy mình ăn vừa ăn mà nước mắt mình vừa muốn chảy ra. Chén cơm này nữa mình xa rồi. Một chén này á, gồm ở đâu mà ba chén cơm nhỏ chứ không phải là hai chén đâu mọi người. Nhiều lắm. Dĩa cơm ăn hoài còn vẫn là dĩa cơm. Dĩa cơm ăn hoài hết rồi. Phải bà bán trong sườn ngoài chợ bán như vậy là tôi đâu có đói không. Đề nghị mấy cô mà bán trong sườn nó coi lớp nè, bán dĩa cơm hết cỡ này mới ăn. A few moments later. Không được về các bạn bỏ lên 5 đi ca. Từ mày. Bạn cũng còn miếng thịt, tôi cũng còn một miếng thịt. Nói là có hát không bạn, không có hát kỳ kỳ nha. Không là hát tôi có, dấu răng tôi còn luôn à. Dưa leo này đắp mặt nạ được không ta? Dưa leo này để gần tới đắp mặt nạ được không mọi người? Thôi ha. Tôi hết rồi các bạn. Còn miếng sườn rồi bạn. Đó là yêu ăn ngon không? Má mẹ chưa rồi. Giờ tao mà giả sử hòa rồi. Qua wow, tiền ai lấy? Giờ tao chỉ đợi chứ còn gì nữa. Rồi còn cái này tôi luôn. Đường nào cũng giờ túi tao mà. Hai đánh một không chọt cũng què. Mình thấy bạn hơi bỏ cuộc đi về trong nói á. Ngon. Nhớ hơi cơm rồi à. Rồi bạn, thịt nữa hả? Ăn thịt là thả tường của mình nha. Còn tôi là ăn gian. Ăn gian ở này cái mặt của bạn. Chắc kiểu này tôi bỏ ăn cơm sườn cả tháng quá ta. Ăn để là vừa rồi. Ăn có 5 phần cơm sườn, những ăn khá là vừa. Sữa rồi ta, gửi nó ăn sữa ít miếng rồi. Hết nổi rồi. Không có được. Gửi lên 500k rồi đúng không? Cảm ơn các bạn mọi người. Này, coi các bạn ơi. Nhìn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn ơi. Tôi hết rồi nha bạn. Nghe có ha. Bạn ơi. Nãy giờ có hát không ba? Không nhanh vậy. Không, ăn nhanh rất vừa. Mấy bạn coi, mấy bạn thấy mà. Rồi, tiêu luôn. Lấy ngay miếng sườn mỡ không? Không được về các bạn ơi, mình không rồi nè. Đó, phải luôn, phải luôn. Chết tôi rồi, còn một miếng rồi. Nếu mọi người thấy clip này hay á, thì hãy share và like cho mình nha.
nhớ subscribe để nhận thông báo khi mình ra clip mới mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha, mình ăn được cũng kẹo rồi mọi người ơi.